Trên những triền núi cao, ở các bản làng ẩn sau những triền núi đá chập trùng, trong không gian hùng vĩ đó là tiếng khèn Mông, vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ. Khèn của người Mông cũng vừa là nhạc khí thiêng liêng, kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh, nhưng cũng là phương tiện kết nối cộng đồng. Bên cạnh chức năng giải trí, đại chúng của khèn thì chúng được sử dụng với tư cách là nhạc khí thiêng liêng nhiều hơn. Tiếng khèn của người Mông vang vọng khắp núi rừng, nương đá tay mèo, đánh thức cả chim muông, cây cối nơi bản trèo cao. Tiếng khèn là phần hồn của người Mông, tiếng khèn thấm sâu vào máu thịt của người Mông. Âm thanh của tiếng khèn là cuộc sống, tâm hồn, cốt cách người Mông. Khèn trong cuộc sống của người Mông là một nhạc cụ không thể thiếu và là một phần quan trọng tạo nên nét văn hóa đặc sắc của đồng bào. Khèn có mặt hầu hết trong mọi mặt đời sống sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Mông. Khèn Mông được xem là tổng hợp của các loại nhạc cụ vào trong một cây khèn. Thanh âm của khèn như ngàn tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng ống bầu tre nứa hợp thành. Người thổi khèn có thể tạo tác ra âm thanh trầm vút, bay bổng, cũng có thể thổi ra những điều trầm buồn, ai oán thì theo những bài khèn mà họ học được truyền dạy từ nhiều đời. Trước hết dạy cách biết thổi dạo nhạc, rồi mới dạy các nội dung chính của từng bài khèn. Phải nhớ nội dung thì mới thổi được. Mình phải dạy cho các cách thả hơi thổi, nhả các nút của từng ngón tay thì mới thổi hay được. Từng ngón tay phải linh hoạt, bấm nhả liên tục. Khèn Mông độc đáo bởi hình dạng, cấu tạo và chức năng tạo âm thanh của nó. Âm thanh được phát ra theo cả luồng hơi thổi ra, hít vào. Khèn có 6 ống làm từ một loại trúc, đó là con số biểu trưng cho tình anh em đoàn tụ, tính cố kết cộng đồng, làng bản. 6 ống được gắn trên một cái bầu bằng gỗ khoét rỗng, kết nối bằng nhựa cây và vỏ cây đào rừng. Thứ duy nhất từ kim loại là lam đồng, còn được gọi là lưỡi gà. Mọi công đoạn đều làm thủ công với những dụng cụ đồng bào tự chế. Bầu đàn thường được làm từ loại gỗ thông như thông đá, kim dao hoặc pơ mu. Chế tác khèn cũng vô cùng độc đáo, không có quy chuẩn chung. Các nghệ nhân làm khèn đều đo bằng tay và ngắm bằng mắt để chế tác. Không có nguyên tắc chung, nhưng để có được cây khèn ưng ý, thổi được đúng các làn điệu dân ca Mông, cần sự khéo léo, kiên nhẫn và kinh nghiệm. Vì vậy có thể nhiều người học diễn tấu được, nhưng chế tác nó thì không nhiều. Diễn tấu khèn là cả một nghệ thuật hết sức độc đáo, bởi nhạc cụ này không chỉ để thổi mà còn để nhảy múa với sự biến hóa vô cùng sinh động, mà không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, mà còn đòi hỏi cả sức khỏe vì có cả những động tác nhào lộn, trồng chuối. Những động tác nhìn qua tưởng dễ mà người sức khỏe yếu khó mà đi được vài vòng. Khi đã biết thổi khèn rồi thì phải biết múa. Nó phụ thuộc vào đôi chân. Từng động tác dứt khoát, thân thể phải thật dẻo dai. Khi múa không làm ngọn khèn đi vướng vào người khác, thì lúc đó mới thật sự là biết thổi khèn và biết múa khèn. Các cô gái còn có thể chọn bạn đời qua tiếng khèn. Nhưng theo như những người am hiểu về khèn Mông chia sẻ, không phải tiếng khèn gọi bạn hay đưa tình như người ta vẫn hiểu lầm về loại nhạc cụ này, mà người con trai thổi khèn Mông giỏi thường là người thông minh, chịu khó và am hiểu. Do đó, được các cô gái ngưỡng mộ, bởi trong khèn, tiếng khèn Mông rất đặc biệt. Mỗi âm thanh vang lên tưởng như chỉ là những nốt nhạc trầm bổng. Nhưng những ai biết nghe khèn thì mới hiểu, đó là cả câu chuyện trong một bài khèn. Tiếng khèn Mông diễn giải nguồn gốc của vạn vật, vũ trụ, diễn giải sự hình thành của con người và nguồn gốc của dân tộc Mông. Tất cả như một lời kể từ lịch sử tới hiện tại, được thể hiện bằng âm thanh vô cùng hấp dẫn. Tất cả đều có bài bản và các bài nhạc có quy trình từ đơn giản đến cao dần. Để học được hết các bài và thổi thành thạo
là vô cùng khó. Chính vì lẽ đó, cây khèn luôn được người Mông coi trọng và đặc biệt hơn so với tất cả các loại nhạc cụ khác. Đối với người Mông khác với các dân tộc khác, cây khèn của người Mông chỉ làm được hai thứ, không làm được nhiều cái khác đâu. Thứ nhất, thổi trong ma, theo phong tục nghi lễ. Thứ hai là khi vui chơi giải trí, ai cần thì mình mới sáng tác ra, để đi và múa vui chơi thôi. Người Mông chúng tôi, các loại khèn lá, sáo, nhị, không làm được các vấn đề văn hóa tâm linh Mai Chay. Cho nên cây khèn không thể thiếu trong đời sống của người Mông.